Rồi, ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé, là Hoa Sơ mình đây. Rồi thì clip hôm nay mình sẽ test cái máy này trước khi mình gửi hàng cho khách đấy, cũng như là mình sẽ hướng dẫn sơ lại cho các bạn cách sử dụng để tránh cái trường hợp về các bạn không nhiều bạn không có clip của mình rồi ấy rồi không lại được ấy. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ lại nhé. Rồi thì trước tiên thì em nói đây các bạn nhé, đây là tổng thể em nói như vậy. Đây. Rồi cái này thì chúng ta sẽ làm việc từ mặt trước nhìn thẳng như vậy nhé, đó. Thì cái này các bạn chỉ quan tâm tới ba chỗ thôi. Thứ nhất là hai con ốc này. Hai con ốc này nó sẽ quản lý cái độ cao thấp của cái lưỡi dao. Đây các bạn có thể nhìn thấy mình đang siết hiện tại một bên cao bên thấp này. Đó, bên cao này là để chúng ta đút dao vô. Còn bên thấp này để tùy chúng ta, các bạn muốn lạng dày hoặc mỏng thì các bạn sẽ đút vào tùy vào cái chiều sâu đó. Thì cái này sẽ căn được cái độ dày của da này. Các bạn là dao bạn dày hơn thì các bạn chỉnh lên. Hai cái con ốc này sẽ là để các bạn thay lưỡi dao. Trường hợp cái lưỡi dao các bạn bị bể hoặc bị cùn thì tùy đây, chúng ta có thể thay ở đây hai con ốc này. Tiếp theo nữa là hai con ốc này. Hai con ốc này nó sẽ quản lý cái độ radio của cái phần đồng đỡ da đó, và cũng như là cái độ nghiêng nữa, chúng ta đều có thể xoay được hết. Và các bạn lưu ý một điều cho mình là khi các bạn siết cái đế đỡ đồng này thì các bạn phải siết làm sao cho cái lưỡi dao, các bạn nhìn kỹ nhé, khi mà nó ăn vô thì nó sẽ nằm ở ngay trên đỉnh luôn nhé, ở trên đỉnh của cái cục đồng này đó, tức là ngay ở giữa cái sống lưng của cái đồng luôn thì chúng ta mới có thể lại được. Và nếu các bạn siết rùi ra trước hoặc rùi ra sau thì nó sẽ cắn vào da, nó sẽ không lại được nhé. Rồi thì chỉ có ba lưu ý là có ba nóc để chúng ta chỉnh thôi. Rồi tiếp theo tới là những linh kiện đi kèm. Thì các bạn có thể thấy đây là hai con ốc này sẽ gửi kèm cho các bạn về các bạn. Ví dụ các bàn là bàn sắt thì các bạn sẽ bắn xuống bàn tùy chúng ta. Còn nếu các bàn của các bạn là bàn gỗ thì các bạn sẽ dùng hai ốc này các bạn bắn vô. Và đi kèm là một hộp lưỡi dao lam. Cái dao này thì nó rất là sắc, chuyên để lạng những cái da sáp, da thô và da mỏng như vậy đây. Đây. Loại thô mà loại mỏng như vậy thì nhé các bạn nhé. Còn những cái loại mà da trâu, da bò, da dày ấy, thì các bạn sẽ dùng da độc giấy. Mình có gửi kèm hai loại luôn. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Rồi thì linh kiện mình sẽ để qua bên như vậy nhé. Hiện tại thì mình sẽ bắn trực tiếp vào bàn luôn. Đó, các bạn về mà nếu các bạn bàn các bạn bằng gỗ thì các bạn bắn trực tiếp vô. Rồi, ok. Thì hiện tại mình sẽ test cái da này cho các bạn luôn. Da này là da sáp nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt lạng luôn. Cái này thực chất nó chỉ là một cái tool, cái máy cũng được. Các bạn gọi sao các bạn gọi, nó hỗ trợ chúng ta lạng thôi nhé các bạn nhé. Chứ nó không phải là một cái máy mà nó, các bạn cứ đưa vào nó tự động lạng chúng ta đâu. Chúng ta phải lạng bằng tay nhé, lạng thủ công. Và lạng cái này thì các bạn phải linh hoạt nữa, chứ không phải là các bạn cứ đưa vô xong bạn cứ dùng lực các bạn kéo ngoài thì chắc chắn là sẽ không được rồi. Đó, chúng ta phải linh hoạt một tí. Các bạn đưa vào và các bạn nhớ nhé, chỗ này thì các bạn sẽ ấn da xuống, các bạn đừng để da lên như vậy. Các bạn để cao da lên như vậy thì cái lưỡi dao nó sẽ cắn vào, nó cắn vào da luôn, các bạn sẽ chắc chắn là không lại được. Đó. Các bạn sẽ để đây một tay các bạn sẽ ấn cái lưỡi dao này xuống, còn một tay các bạn để đằng sau để các bạn lôi thôi. Đó, rất là đơn giản. Đó, chúng ta cứ linh hoạt thôi. Đó. Ấn cái này xuống. Đó. Còn các bạn đây là trường hợp các bạn lạng đây da mỏng thì các bạn sẽ để lưỡi dao như vậy, chúng ta các bạn lạng thôi. Còn nếu các bạn muốn sâu thì các bạn lại đưa vô trong đó, nếu da các bạn dày. Rồi ok, đây cái này mình đã lạng hết 3/4 cái lượng thịt của nó đấy, các bạn có thể nhìn này đó, chỉ để lại một tí như vậy thôi. Thì tùy các bạn như mình đã nói, các bạn có thể căn được cái độ hở của nó ở đây đó. Đó, quen rồi thì các bạn cứ lạnh nhanh thôi. Đó, ấn cái này xuống và các bạn cứ thế các bạn lôi. Rồi, ok. Rồi thì máy bên mình nhá, lúc nào các bạn trước khi bên mình gửi hàng thì bên mình đều đã test ok hết rồi, mình mới giao máy nhá. Nên là các bạn về các bạn cứ yên tâm là chắc chắn sẽ sử dụng được. Còn nếu các bạn làm không được thì các bạn đang làm sai một cái điểm nào đó thôi, thì tốt nhất là các bạn nên xem kỹ lại clip hướng dẫn của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được nhá. Rồi ok, clip thì tới đây mình sẽ dừng nhá, và mình sẽ để cái thông tin ở đây cho bạn nào cần. Đó, liên hệ cho mình theo những cái phương thức này. Rồi, ok, còn các bạn có thắc mắc nào thì cứ comment trực tiếp phía dưới clip nhé. Rồi, đừng quên bỏ lại cho mình một like nhé, cũng như subscribe để ủng hộ mình. Và các bạn nhớ bật thông báo một cái chuông phía bên cạnh đấy, để khi nào mình có ra video khác thì nó sẽ thông báo liền cho các bạn luôn. Rồi, còn bây giờ thì cảm ơn và xin chào, bye bye.